Xin chào quý anh chị bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay em xin phép được báo giá cho anh chị chiếc xe Hyundai Accent thời điểm cuối tháng 7 2023. Thời điểm trước gâu thì anh chị cũng có thể là cân đối cho mình khi mà thời điểm này giá tốt và đang được giảm lệ phí trước bạ. Thì anh chị hoàn toàn có thể là mua cho mình một chiếc xe Hyundai Accent để chạy gâu. Đây là phiên bản số tự động, bản tiêu chuẩn. Thì hiện tại cái giá niêm yết của xe này là 504 triệu. Thì chúng em thời điểm này đang có hỗ trợ khách hàng giảm giá tiền mặt rất là nhiều. Mấy em chỉ bán mức giá khoảng 470 đến 471 triệu. Và phụ kiện mà em có tặng cho quý khách hàng là bộ phim cách nhiệt New Sun chính hãng, bảo hành 10 năm. Thì bộ phim này thì khi mà anh quý anh chị nếu mà không được tặng mua thì với cái giá nó rơi tầm độ khoảng 5 đến 7 triệu. Trải sàn da, bọc vô lăng và có tặng bảo hiểm thân vỏ cho quý khách hàng trả thẳng. Và có hỗ trợ giảm lãi suất xuống còn khoảng 0,7% cho khách hàng trả góp trong vòng 12 tháng đầu. Cái số tiền tối đa mà anh chị cái số tiền tối thiểu mà anh chị có thể là mua chiếc Hyundai Accent này thì đây em đang tính cho quý anh chị thì rơi vào khoảng là 155 triệu là anh quý anh chị có thể lăn bánh được một chiếc xe Hyundai Accent như vậy rồi. Và màu xe thì bọn em sẵn những màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu vàng cát, vàng be sẵn giao cho quý anh chị. Cùng đi vào những cái điểm nổi bật. Trên phiên bản Accent tiêu chuẩn này mà bản số tự động này mà lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó cái giá lăn bánh nó rơi vào khoảng 505 đến 506 triệu. Em xin lỗi nhé, em báo lại cái giá tối thiểu mà lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang là tối thiểu trả góp. Thì anh chị cứ cộng giúp em tiền thuế được giảm 50%. Chỉ vào khoảng 135 triệu thôi, em xin lỗi, 135 triệu là anh chị có thể lăn bánh được một chiếc xe này rồi. Đấy, và phụ kiện thì em có nói là phiên bản tự động tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt sẽ có khuyến mại phụ kiện như nhau. Những cái điểm nổi bật của Accent thì anh chị có thể thấy đó là hệ thống đèn pha cốt, đó là đèn projector chiếu chung một bóng, gọi là chiếu bi, hệ thống đèn báo rẽ và hệ thống đèn check khi vào cua. Đấy, giúp anh chị có cái góc cua nó sáng hơn để giúp an toàn hơn khi vào cua này. Hệ thống đèn sương mù cũng là đèn bi halogen. Thì cái đèn sương mù bi halogen này có một cái ưu điểm cực kỳ tốt, đó là hệ thống này là giúp phá sương, cũng như đi thời điểm sương mù giúp phá sương tốt cho anh chị cái tầm nhìn khi trong thời tiết mưa hoặc là sương mù dày đặc. Về phần cản trước của xe thì được mạ chrome khói sang trọng và cho mặt ca lăng và cản trước. Đến phần la răng thì bản tiêu chuẩn được trang bị với kích thước la răng đó là 15 inch và bản đặc biệt là được trang bị với kích thước đó là 16 inch. Phần gương chậu ngoài xe thì được tích hợp xi nhan và có sấy gương. Cái nắm cửa thì được mạ chrome. Cùng vào đến phần nội thất thì anh chị có thể thấy nội thất xe được thiết kế hài hòa cho các tông màu như là tông màu kem này và tông màu đen, thì giúp xe vừa sạch mà lại vừa sáng. Đấy, trên chiếc vô lăng bọc da ba chấu này thì được tích hợp những cái nút bấm như là đàm thoại rảnh tay, rồi thì chuyển chế độ, rồi điều khiển bằng giọng nói, tăng giảm âm lượng, vân vân. Đây, cùng để nổ lên thì anh chị có thể thấy là cái màn hình. Đây là màn hình, nó không phải còn phải là màn hình, đây là màn hình kỹ thuật số rồi. Đó, hiển thị kỹ thuật số rất là tiện lợi và hiện đại. Đến với chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì anh chị có thể thấy đó là chiếc màn hình 8 inch có tích hợp bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam. Trên phiên bản này thì vẫn được trang bị đó là điều hòa chỉnh cơ, còn đặc biệt thì nó sẽ được trang bị thêm đó là điều hòa tự động này, cũng như là cửa sổ trời, rồi ga tự động cruise control, thêm 4 túi khí nữa là 6 túi khí, và có la răng lớn hơn 1 inch, cũng như là ghế da được trang bị. Trên phiên bản này thì gương chiếu hậu bên trong thì vẫn là gương chiếu hậu thường, còn bản đặc biệt thì là gương chiếu hậu chống chói tự động.
Rồi cùng nếu mà những cái phụ kiện mà em tư vấn thêm để anh chị có thể lắp vào cho chiếc xe này thì anh chị có thể bọc thêm một bộ ghế da, đâu đó chính hãng em khoảng 3 triệu này. Rồi lắp thêm một cái sàn 5D. Sàn 5D nữa thì đâu đấy khoảng 2 triệu rưỡi. Sơn cục gầm đâu đó khoảng 2 triệu rưỡi. Camera hành trình quay trước sau, chất lượng Full HD khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị cho Hyundai Accent. Hàng ghế sau thì cũng khá là rộng, với chiều dài cơ sở tốt hơn Toyota Vios thì chiếc xe Hyundai Accent này cảm giác anh chị ngồi thì có thể Vios nó rộng hơn, nhưng mà thực sự nếu theo thông số là điều hòa là chiều dài cơ sở của Accent là rộng hơn, nhưng mà do cách thiết kế thôi của nhà sản xuất, có thể là ghế của Accent nó dài hơn một chút. Thì trên cả hai phiên bản số tự động này thì đều được trang bị đó là đèn đổ từ xa. Đó. Đèn đổ từ xa này giúp cho anh chị là khi mà trong thời tiết, như anh chị muốn sưởi ấm xe hoặc là làm mát xe trước khi mình sử dụng thì cái đèn đổ từ xa này rất là hữu ích. Thì thao tác như sau, anh chị bấm hai lần nút khóa xe và giữ nút hold trong vòng khoảng 3-5 giây là chiếc xe đã được đèn đổ. Đó. Trong trường hợp mà quên thì chiếc xe sẽ tự động tắt cái đèn đổ này trong vòng 10 phút, và anh chị muốn tắt thì anh chị bấm lại cho em một lần nút hold nữa là đèn đổ nó sẽ tự động tắt rồi. Quý anh chị quan tâm đến Hyundai Accent thì xin lòng liên hệ với số điện thoại, em có thể cập nhật giá chính xác cho anh chị, tại vì giá nó sẽ thay đổi theo thị trường và theo thời điểm, khoảng vài ngày em sẽ điều chỉnh giá một lần. Thì anh chị quan tâm xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi channel Hùng Xe Hơi. Thì hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.